Ok, xin kính chào quý anh chị nhà tư đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Tôi mới invest tại một kênh YouTube hướng dẫn cho các anh chị chúng ta về góc nhìn kỹ thuật của thị trường chứng khoán cũng như là các mã cổ phiếu trên thị trường để giúp cho các anh chị chúng ta có thể đầu tư được hiệu quả hơn. À, hôm nay cũng là một cái phiên mà thị trường chúng ta lại tiếp tục cái đà rơi của uh, thị trường, đúng không ạ? À? Và cái dấu hiệu uh, đà rơi này nó vẫn chưa có dấu hiệu nó thuyên giảm đi hay là có bất kỳ một cái lực cầu nào đủ tốt để mà bắt đáy cổ phiếu cũng như là bắt đáy thị trường để mà có thể là tạo ra những cái cây nến rút chân trở lại thì tính đến thời điểm hiện tại đã có tiếp tục là liên tiếp 5 phiên 1, 2, 3, 4, 5 phiên liên tiếp giảm rồi và các anh chị chúng ta thấy là chỉ trong vòng có khoảng tầm độ một tuần thôi mà thị trường chúng ta mất là 100 điểm ha thế thì việc mà các anh chị chúng ta tới giai đoạn này này đấy những anh chị nào mà còn đang cầm cổ phiếu mà chúng ta đang âm khoảng tầm từ 15-20% ấy thì em nghĩ rằng là các anh chị chúng ta hãy cố gắng chúng ta bình tĩnh chúng ta nắm giữ lại thôi. Bởi vì sao ạ? Bởi vì những cái trạng thái của cổ phiếu và kể cả là thị trường trong ngắn hạn nó đã đều về lại những cái mức gọi là quá bán hết rồi, đúng không? ạ đã về lại chính thức nó đã về lại cái mốc, à, ví dụ như RSI nó cũng đã về lại cái mốc mà dưới uh, 30 rồi mọi người nha thì khả năng rất là cao ở những cái dịp như cuối tuần vào phiên thứ năm hoặc là phiên thứ sáu sẽ có những cái nhịp hồi hoặc là những cái điểm mà nó hồi mạnh vào đầu tuần của tuần sau. Đây, chúng ta cũng sẽ nhìn lại một cái góc nhìn vào thời điểm tháng 7 khi mà thị trường ta cũng rơi một mạch từ vùng 1425 về lại tới tận vùng 1225 cũng tương đương khoảng tầm là 200 điểm mọi người. Lúc đó là cũng đi 14% ha, rất là nặng, nhiều rất là nhiều mã cổ phiếu nó, nó, nó giảm sàn liên tiếp liên tiếp. Và kể cả là trong cái thời điểm này này, mọi người sẽ thấy là trong cái phiên giao dịch ngày 19 tháng 7 đấy, em vẫn nhớ rất rõ và nhớ như in luôn. À, VN30 tổng cộng là 30 mã mà trong đó tới tận là 28 mã nằm sàn các anh chị. Ha, trong cái phiên giao dịch ngày 19 tháng 7 của năm ngoái nó còn kinh khủng hơn cái thời điểm hiện tại nữa. Đó là tất có nghĩa là 30 mã cổ phiếu Vin30 mà có tận 28 mã cổ phiếu nằm sàn trừ thằng cổ phiếu bao với lại là thằng Novaland thôi. Đấy còn lại là từ MBB, VPBank, Vinhome, Home, rồi tất tần tật đều nằm sàn cả. Là mọi người thấy cái độ khủng khiếp trong những cái phiên giao dịch đó nó như thế nào? Đó, đúng không ạ? Mà giá của gì À, à mà, mà cái các cái chỉ số như RSI nó cũng đã chạm quanh cái ngưỡng vùng 30 này. Mọi người thấy không ạ? À? Là yếu tố nó bật hồi trở lại lên trở lại là rất là cao. Hay MACD nó cũng đã về lại những cái vùng giá âm rồi. Mọi người thấy ở đây không ạ? À? Đó. Thì ở trong thời điểm hiện tại cũng tương tự như vậy. Đấy, mọi người sẽ thấy là từ MACD cho tới RSI nó cũng đã về lại những cái vùng mà cực kỳ cực kỳ là gọi là quá chán nản, quá hoảng loạn và bán bất chấp rồi. Đấy, bởi vì sao ạ à? cái việc mà các công ty chứng khoán giải chấp à, bán giải chấp các cái tài khoản bị kẹp này đặc biệt là những cái tài khoản nào mà có nắm giữ uh, các mã cổ phiếu penny đó thì là đều là những cái mã cổ phiếu bị bán giải chấp rất là mạnh Đấy, thì lần lượt lần lượt các công ty nó phải thu hồi lại về cái vốn vay của mình để cho nên là cái tình trạng mà như các anh chị chúng ta thấy ở trong đầu phiên sáng á, nó vẫn có những cái sự giờ, à lực cầu vào nó đẩy giá lên hoặc là nó um, cố gắng nó phục hồi lại cái giá của cổ phiếu thì tuy nhiên vào lúc khoảng tầm là cứ tới 2 giờ chiều các anh chị cứ tới 2 giờ chiều là vác hàng ra là các công ty uh, như VND rồi VBS rồi HSC ASI uh, là nó cứ tuôn hàng ra ở cộng hưởng với cái việc là cái gì cái 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 gì các anh chị ta hiểu không ạ à? đó chính là uh, đội lái đội lái của cổ phiếu ha thì do là cái tính chất là lòng thị trường của chúng ta nó quá là gắt nghiệt đi khắc nghiệt đi đúng không ạ à? nhà nước lọc thanh, thanh lọc thị trường từ anh quyết cho tới là đủ thứ hết rồi bây giờ kể cả là bên tổng giám đốc của công ty uh, chứng khoán chí việt vừa rồi cũng cho bên tụi uh, uh, louis capital đấy, louis holding nghĩa đó cũng cho vay bây giờ cũng bị bắt hết rồi đấy cũng đang có tin đồ bị bắt hết trơn rồi nói chung là hả, lần này là thanh lọc là thanh lọc cho hết thị trường luôn Đấy, nó đồng nghĩa với việc là những cái gì à những cái đội lái cũng như là các cái 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 tài khoản lớn họ cũng rất là khó để mà họ có thể là họ đỡ giá đỡ cung đỡ giá ở vùng này đấy mà cứ thế là họ cho rơi luôn mọi người sẽ thấy là liên tiếp rơi 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 rơi, như thế này đúng không ạ nhưng mà trước trước đó là thị trường ta chưa bao giờ mà có cái tình trạng mà rơi liên tiếp năm phiên là mà, mà mà nó cứ bò tùng xẻo mỗi ngày 25 điểm hai mấy điểm đúng không ạ rất là ít, mà thay vì đó là nó một lần nó rơi thì thôi, rơi cả 50 điểm, 70 điểm luôn cho rồi. Đây, đúng không ạ? À? Đây, lần này thì nó lại cứ tạo cho mọi người những cái niềm tin, uh, những cái uh, sự hy vọng, đúng không ạ? À? Mà cứ thế là cứ cuối giờ nó chỉ cần đạp 30 phút thôi là um, mọi người thấy, dù cái vô nó không cao, mọi người thấy không ạ? À? Dù cái vô nó không cao, nhưng mà sao ạ? À? à, cái giá cổ phiếu nó vẫn cứ giảm, thị trường vẫn cứ giảm và không có lực cầu vào bắt đấy thì bởi vì nó cứ chơi khoảng tầm 30 30 phút, khoảng tầm lúc 2 giờ chiều là bắt đầu là 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 bán, cứ tuôn hàng ra thì uh, lấy gì mà có đủ thời gian để mà có thể là kéo lại. Yeah. Thì, thì trong cái trường hợp mà nó tích cực ấy, và nó có cái yếu tố tạo đáy là khi nào thì tốt nhất á là nó sẽ tạo ra một cái gap down thì hôm nay nó cũng có một gap down nhỏ xuống đây này. Nhưng mà do là nó kéo sáng sớm nó lấp lại cái gap này nhanh quá. Đấy thế nên là nó như nào à, tiếp tục lại bị bán là cái lực cầu vào là khi mà, mà mà tạo lập họ kiểm tra lại họ vẫn thấy yếu quá lại họ tiếp tục họ đạp nữa bởi vì cái chủ đích họ muốn đạp để mà họ họ như nào à, à họ ép cho những nhà đầu tư bán tháo hoảng loạn ra hết đấy các anh chị chúng ta thấy ha rồi và hôm nay như em con chia sẻ trong cái video ngày hôm qua thì trước tiên thì em sẽ nói về cái góc nhìn kỹ thuật ở chặt tuần trước này mọi người sẽ thấy là hôm nay đã chính thức chạm lại quanh cái ngưỡng EMA 50 rồi và đây là cái cái giá, à cái ngưỡng hỗ trợ trung hạn ở trên chạc tuần rất là khỏe nha nhưng mà chạm ngày hôm nay lại rồi. Volume của nhịp của lần này cũng tương đối là 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 là, là uh, thấp nhưng mà sao các anh chị chúng ta thấy là cái lực cầu vào nó vẫn không có không có đủ để mà đỡ giá của cổ phiếu. Thì nếu như mà cái mốc mà uh, vùng 1390, vùng 1380 này mà bị xuyên thủng đi thì lúc này thị trường ta sẽ rất là dễ mà về lại quanh cái ngưỡng vùng 1320 cho tới vùng 1330 là rất là cao. Và em cũng đã cảnh báo với các anh chị chúng ta ở cái thời điểm mà à, trong cái tuần này đúng không ạ? Nếu mà nó thủng cái mốc 1440 thì cái khả năng mà về 380 với 340 là rất là cao. Đấy. Còn nếu như mà tiếp tục thủng tiếp cái ngưỡng ở vùng 380 này này là thị trường chúng ta dễ về đây lắm các anh chị. À, dễ về quanh ngưỡng vùng 1320 lắm Đấy, à, cho nên là nếu như mà trong cái đợt này hy vọng rằng nếu như mà được đỡ lại quanh cái ngưỡng vùng 1380 đấy à, chúng ta sẽ đỡ lại được quanh ngưỡng vùng 1380 thì bất kỳ trong một cái xu hướng nào dù là uptrend nó cũng sẽ có tín hiệu xác nhận mà nếu mà trong downtrend thì nó cũng sẽ có những cái tín hiệu xác nhận mọi người ạ à, nhé thì mọi người sẽ thấy ở đây nếu như mà mọi người thấy ở đây này trong cái trường hợp mà uptrend đi thị trường ta vượt được cái vùng đỉnh này, thì nó cũng có gì à? à cũng có những cái nhịp mà nó quay về nó test lại cái vùng đỉnh này à, test lại cái gì à? à cái nhịp vượt đỉnh này để mà gì à xác nhận một cái xu hướng uptrend tiếp theo đúng không đấy thì trong cái vấn đề downtrend nó cũng như vậy mọi người trong cái vấn đề downtrend nó cũng tương tự như vậy nó cũng sẽ khi mà nó rơi khi mà nó rơi như thế này à, khi mà nó rơi như thế này thì chắc chắn rằng nó cũng sẽ có những cái điểm hồi để mà nó test lại cái gì à, à cái điểm mà nó đã thủng mất à, những cái ngưỡng hỗ trợ mà nó thủng mất đó thì đây này mọi người thấy không trong cái trường hợp mà hồi tháng 4 năm 2021 vừa rồi trước khi mà tạo ra một cái con sóng từ tháng 4 lên tháng 7 á đầu, đầu tháng 7 á thì nó cũng phải có một cái nhịp nó test nó nhúng lại cái đỉnh trước để mà nó xác nhận cái 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 xu hướng tăng được tiếp diễn à, và cái cái quá trình mà nó điều chỉnh nó set out kết thúc là nó đi lên tiếp đó mọi người thấy đây ha, đấy rồi tương tự như ở đây này, ở đây cũng có một cái nhịp ở đây, đó ở đây cũng có một cái nhịp mà nó test lại cái vùng đỉnh trước và cũng như là nó xác nhận tiếp lại một cái 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 quá trình up trên của các mã cổ phiếu thì nó vẫn còn là tăng lên được tới tận là thêm được một tháng đây, mọi người thấy không ạ? À? Đây từ đầu tháng 12 lên được, đầu thêm được một tháng nữa nó vẫn tiếp diễn được cái xu hướng tăng, rồi sau đó như nào nếu như mà trong cái quá trình mà thị trường ta tích lũy lại mà nó thất bại á. À, tích lũy lại mà thất bại thì những cái nhịp mà nó đã nhúng à, những cái nhịp mà nó đã nhúng ở đây này hay là những cái nhịp mà nó đã tạo ra những cái vùng hỗ trợ ở đây á, đây này thì luôn luôn nó sẽ có những cái nhịp hồi phục trở lại khi mà nó đã thủng mất những cái vùng hỗ trợ này các anh chị ta lưu ý điều đó giúp em nha Đấy, bởi vì trong downtrend hay là trong uptrend nó cũng tương tự như nhau thôi bởi vì đó là những cái điểm mà nó xác nhận nếu như ở cái vùng 1380 này, chúng ta uh, cho rằng nó là đáy và nó được hỗ trợ quanh cái ngưỡng ở đây. Ở đây nó cũng có một cái vùng nền ngắn ở đây các anh chị. À ở đây chúng ta cũng có một cái vùng nền ngắn này. Trước đó rồi, thời điểm mà tháng 10 nó cũng có một cái vùng nền ngắn này. Thì hôm nay cũng đã chạm lại cái tận cùng của nỗi đau rồi. Em phải nói là tận cùng của nỗi đau rồi và em cảm nhận được là là rất là nhiều nhà anh chị nhà đầu tư chán nản kể cả là người nhà của em còn chửi em lên lên bờ xuống ruộng rồi than đủ thứ đấy là các anh chị ta hiểu là 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 như thế nào rồi đúng không đấy thì thế thì nó sẽ có những cái điểm xác nhận của việc mà đao trang bằng cách là sẽ có những cái điểm phục hồi lên trở lại ha à sẽ có những cái điểm mà nó phục hồi lên trở lại bởi vì các anh chị chúng ta thấy ép bán mà năm viên như thế này liên tiếp liên tiếp liên tiếp vậy tính sơ sơ nó cũng là trăm điểm rồi đúng không 100 điểm như vậy rồi thì chắc chắn là sẽ có những cái cú bật hồi trở lại để mà nó xác nhận cái đà nếu như mà đã chính thức vào đau tre các anh chị ha nếu như mà đã chính thức vào đau thì nó sẽ có những cái điểm mà nó bật hồi trở lại để mà xác nhận cái nhịp đau của thị trường đấy thì em tin rằng thị trường của chúng ta vẫn sẽ còn vẫn sẽ còn một cái nhịp hồi kỹ thuật trở lại để mà xác nhận cái quá trình downtrend được chưa các anh chị nếu như mà nó xác nhận đấy thì chính thức là cái khúc mà nó thủng mùng 1420 là em cũng đã đánh giá là thị trường ta sâu quắc hoàn quạt rồi nếu mà lỡ cầm thì thôi ráng cầm thôi chứ biết làm sao giờ đúng không đấy thì cho nên là hiện tại hoàn toàn là sẽ có một cái nhịp hồi phục kỹ thuật lại Quanh về lại cái ngưỡng ở vùng 1420 cho tới vùng 1430 là rất là cao Cho nên đã cầm tới cái giây phút này Tất cả các cái chỉ báo như MACD rồi RSI Nó cũng đã về lại những cái vùng gọi là quá bán Bán quá rồi đủ thứ kiểu trên đời rồi đấy Tận cùng nỗi đau, tận cùng đau khổ Rồi tận cùng của sự giảm giá Tận cùng của uh, sự uh, mệt mỏi rồi mọi người ha Thì chắc chắn là thị trường chúng ta sẽ luôn luôn có lại những cái phiên hồi để mà tạo tiếp những cái niềm tin uptrend cho mọi người đấy cho nên rằng ở những cái nhịp mà nó phục hồi lên trở lại thì em đánh giá rằng là cái cơ hội gần như là cuối cùng nếu như mà các anh chị chúng ta uh, đang sử dụng những cái lượng mà lớn ha không phải hay không phải 4 gì đó thì các anh chị chúng ta cơ hội để mà hồi lên để các anh chị chúng ta hạ bớt cái tỷ trọng đi nắm giữ cổ phiếu bằng tiền mặt thôi nếu như mà đã quá là âm rồi ha ví dụ như âm ba mươi phần trăm hay là bốn phần trăm hay là năm mươi phần trăm đi chăng nữa mà không sử dụng margin cứ nắm giữ đó cho em mà chủ yếu nha phải nắm giữ các cái mã cổ phiếu doanh nghiệp nó có cái sự cơ bản tốt nha nó có cơ bản tốt và lãnh đạo phải thật sự là có tâm có tâm với lại doanh nghiệp chứ mà như uh, như gì nha. À, như anh Quyết này rồi anh Nhân Holding uh, Louis Holding này rồi đó là coi như là các anh chị chúng ta nên bỏ qua và chúng ta cứ uh, chấp nhận thương đau thôi chứ cũng không còn cái cách nào để mà cứu vãn được những cái mã cổ phiếu như vậy ha các anh chị ha. Ê, FLC này mọi người thấy không? Ở cái khúc này này, ở cái khúc mà hai mươi mấy ở trên đây này. em cũng đã cảnh báo với các anh chị chúng ta rồi là hả cách đây là 10 năm à, cổ phiếu nó mới về lại những cái vùng giá như vậy. Mọi người thấy không? 10 năm trời rồi cổ phiếu nó về lại mới về lại cái vùng giá 24 từ năm 2012 cho tới nay Đấy, đúng 10 năm luôn mọi người mọi người thấy đúng 10 năm luôn không à. ạ rồi mà bây giờ ai đu ở trên này này Đấy em thề với mọi người là chắc có phải là Có thể là có khi là hơn 10 năm luôn á Có khi là hơn 10 năm Và thậm chí là có khi là Cổ phiếu này nó Nó, nó có thể là hoàn toàn là làm Gạch tên ra ra, ra khỏi bản đồ uh, chứng khoán luôn Đấy. cho nên là rất là rủi ro rất là nguy hiểm mọi người thấy không ạ từ những cái vùng như vùng đỉnh như 24 ở đây thôi giờ còn bao nhiêu đâu ai bỏ ra trăm triệu thì bây giờ còn lại khoảng tầm là 20 27 triệu 30 triệu ai bỏ 1 tỷ trên đây thì còn hai trăm rưỡi ai mà bỏ chục tỷ trên đây thôi là 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 thôi chắc bán nhà bán cửa đi luôn rồi đó đó và bây giờ mà cũng có bán được đâu các anh chị bây giờ cũng có bán được đâu Đấy, bởi vì nó cứ nhốt sàn nhốt sàn này như này mỗi ngày thì nó cứ bịt cái cương cung lại nó cứ bịt cái cung lại thì bán kiểu gì bây giờ đấy à, cho nên là mệt lắm thực sự gặp những cái mã cổ phiếu như flc hay là rốt này về lại giá bốn rồi nhanh không Mọi người thấy nhanh không ạ à? cực kỳ là nhanh cực kỳ là là, là là khốc liệt và thảm khốc em cũng chẳng biết phải nói như thế nào đó là các mã cổ phiếu này đấy, rồi như thế này cũng vậy này từ 70 về 15 như thế này nó còn đi nữa à, nó còn đi nữa đấy hiện tại là hình như là cũng bị chuẩn bị uh, anh anh nhân Louis cũng bị uh, sắp bị uh, gọi tên lên 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 phường rồi đấy ha rồi <laughs> ok thì uh, chắc hiện tại là là cũng như nào mọi người sẽ thấy là những cái mã cổ phiếu nó cũng đã về lại những cái vùng quá mua quá à, quá bán rồi à, và những cái có những cái tín hiệu cũng tương đối là tích cực trong phiên nghiệm hôm nay đấy em chẳng hạn như là có mb này đó mọi người cũng thấy MB ha Khi mà về lại lấp lại cái gap Ở cái vùng 29.2 thì cũng có những yếu tố rút chân lên Đấy thì quanh cái ngưỡng vùng này Thì nếu như mà những cái mã cổ phiếu dẫn đầu Trong cái nhịp vừa rồi á Ví dụ chẳng hạn như MB này Mà nó vẫn giữ được ở quanh neo lại cái được vùng này Thì em nghĩ là sẽ năng khả năng cao là có hồi Đấy khả năng cao là nó sẽ có hồi Đúng không ạ Hay thậm chí như những mã cổ phiếu như là à, Đợt này là có mỗi thằng MB là khỏe Còn BID thì nó cũng lục mất tiêu rồi BID thì nó cũng yếu quá nhưng mà nó vẫn giữ được cái vùng giá nhé các anh chị nhé nó vẫn giữ được những cái vùng giá đây ha nó cũng test lại những cái đường trên line thôi nó vẫn giữ được những cái vùng giá như thế này đấy thì nó vẫn là những cái yếu tố rất là quan trọng để mà neo giữ lại những cái tâm lý của các anh chị nhà đầu tư thì chắc chắn rằng là nếu như mà nó đã thủng đây này, này thì nó sẽ có những cái điểm bật hồi lên trở lại à, phục hồi về giá sớm thôi mọi người em nghĩ là cũng sẽ um, một tuần sau thì em nghĩ là nó sẽ phục hồi trở lại đó rồi đó là cái tuần sau sẽ là cái tuần mà uh, các anh chị chúng ta nên uh, nên cân nhắc về cái vấn đề là hạ tỷ trọng ra đấy và chúng ta tạm thời có thể là nếu mà các anh chị chúng ta đã đã đứng ngoài rồi á thì chúng ta tạm thời chúng ta nghỉ ngơi một hai tháng gì đó để mà chúng ta cân nhắc chúng ta tìm lại chúng ta chọn lọc lại những cái mã cổ phiếu mà các anh chị chúng ta muốn đầu tư nó thật là là an toàn ha ở đây thì hiện tại là em thấy nó rủi ro nó cũng đã nhiều hơn phần nhiều hơn rất là nhiều so với lại là cái cơ hội rồi Đấy, các anh chị chúng ta cũng phải lưu ý rồi hay như việc công banh này nó cũng kéo này mọi người thấy không đây là đều là những cái ý chí của tạo lập hết đấy thêm bữa em cũng view về lại quanh cái ngưỡng vùng 77, 78 nó sẽ có hồi này đấy, thì đúng là hồi thật thì em nghĩ là mai đối với lại các cái mạng cổ phiếu đó, nó sẽ hồi sớm thôi em nghĩ là mai đó, có thể nó sẽ tạo thêm những cái tâm lý tiêu cực vào đầu phiên nó sẽ tạo ra một cái gấp đau ở và có thể là sẽ phục hồi đi lên lại hoặc thậm chí là mai tạo thẳng một cái gấp up lên cỡ 10 điểm luôn cái là bắt đầu là mọi người ao 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 Cái lực cầu vào ao ao lên bắt đáy thì nó có thể nó lên nó nhúng xuống ở trong phiên thôi nhưng mà chắc chắn là ngày mai em nghĩ là cái kịch bản và cái yếu tố về cái sự phục hồi là rất cao và em tự tin em nói vậy mặc dù là trong lòng em cũng rất là đau và và em cũng chỉ biết hy vọng là nó sẽ phục hồi thôi đấy chứ mà còn rơi nữa thì em không biết là cái địch còn hay không hay là bao nhiêu bình oxy mới đủ ha các anh chị ha đấy cho nên là thời điểm này các anh chị ta nên chờ đấy, còn mà nếu mà các anh chị nào mà đánh cái kiểu mà t không một cách nó thuần thục thì các anh chị ta có thể là xem lại cái 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 uh, cách mà trung bình giá vốn của em ở đây chúng ta cứ cân cân dần thì hiện tại ví dụ như chẳng hạn như cổ phiếu idc của em này em cân dần ví dụ như từ cái vùng mà em giải ngân là 74, 76 mươi bốn bảy sáu đây này. đấy thì hiện tại em cân dần về lại vùng 68 rồi thì em chỉ cần ví dụ như là nó thị trường nó phục hồi trở lại một nhịp thôi ở đây cũng là cái vùng hỗ trợ quan trọng của cổ phiếu rồi này đấy thì nó chỉ cần nó phục hồi lại một nhịp thôi đây nó chỉ cần phục hồi lại một nhịp ở vùng em nếu như mà em không kỳ vọng quá nhiều chỉ cần nó lên được khoảng tầm vùng 64, 65 thôi là em lập tức em cắt ngay luôn á mọi người em thời luôn là em lập tức em sẽ cắt ngay luôn rồi em chấp nhận ha em chấp nhận em mất một khoảng đâu đó là khoảng tầm là 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 năm phần trăm hoặc là sáu phần em cũng chấp nhận em cắt còn hơn là em cắt lúc mà ở những cái vùng mà như nào À từ 76 nó về đây mà em cắt là em cũng chịu Thôi bỏ qua nha Rồi uh, Ngoài ra thì uh, Về cái mặt bằng chung Thì hôm nay cũng rất là nhiều mã cổ phiếu Tự nhiên nó, nó, nó vào ATC Nó cũng la liệt nó nằm sàn uh, <laughs> Ở trong dòng chứng khoán Cũng vẫn còn rất là nhiều mã nằm sàn mọi người đấy Từ ART này mọi người thấy nó cũng rất là kinh khủng Đấy Chứng khoán của anh Quyết cũng đi bụi luôn rồi rồi kể cả là VND, VND hôm nay cũng có yếu tố là phục hồi, đó, VND hôm nay cũng có yếu tố là rút chân phục hồi và đóng ở một cái 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 thanh ba màu xanh, Đấy, thì ở quanh đây thì em nghĩ là nó có hỗ trợ thôi, ngắn thôi, nhưng mà nó đã thủng mất như thế này rồi này, Đấy, cái sự biến động ở vùng đỉnh này này em nói rồi đúng không ạ, rất là lỏng lẻo và cái khối lượng nó kèm theo rất là cao, nó chứng tỏ cho một điều là như thế nào, à, hành động kéo xả đó rất là rõ ràng đấy thay thay mà thay vì các anh chị chúng ta nó có một cái lượng thanh khoản lớn ở đây biến động lỏng ở đây này mà các anh chị chúng ta nhận ra được á, thì các anh chị chúng ta đã thoát ở những cái thời điểm giá 35 à, quanh ngưỡng 35 rồi 34 35 rồi chứ không phải đợi tới lúc mà nó thủng mất về lại tới tận 30 mà các anh chị chúng ta thoát ra là nó sẽ rất là là, là, là mệt mỏi ha chỉ, chỉ cần nên là chờ nó phục hồi lại khoảng tầm trên 31 32 một cái là cut 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 và cut thôi phải chấp nhận thương đau thì thậm chí là nếu mà các anh chị chúng ta có mua ở trên đây thì hiện tại các anh chị ta đang lỗ khoảng tầm là 15% thì nó phục hồi về lại khoảng tầm là 32 đi chẳng hạn thì các anh chị ta lỗ 8% thì chúng ta chấp nhận chúng ta cắt ra nhé rồi VCI hôm nay vẫn tiếp tục giảm ha vẫn lúc đầu thì cũng có yếu tố là là là, là, là phục hồi kéo xanh lên lại nè nhưng mà lực cầu vào không có ha. và kể cả là những cái vùng đáy ở đây nó cũng gần như đã ra thủng rồi test lại ở đây thì em thấy là hôm nay là một cái nhịp mà có thể là bán gần như là cuối cùng đấy, bởi vì em không thấy một cái lực cầu nào nó đủ tốt để mà nó neo giữ lại được nữa Đấy, chính thức là những cái con như thế này nó đã đi vào downtrend rồi ha kể cả là SHS cũng vậy SHS cũng tương tự vậy về đây khả năng cao về đây hôm nay có cái sự rút chân ha hôm nay có cái sự rút chân này cũng quanh quanh lại cái ngưỡng vùng vùng hỗ trợ đáy thời điểm mà tháng 7 này mọi người thấy đều đã về lại cái vùng giá tháng 7 rồi quanh đi quẩn lại cái mới có 9 tháng thôi mà cổ phiếu nó đã quay về lại cái máng lợn như thế này rồi rất là nhanh đúng không ạ mệt quá về lại quanh ngưỡng vùng 19 20 đấy 19 20 bật lên trở lại đấy, thì em nghĩ là có cái sự rút chân như thế này là cũng là một cái yếu tố mà nó tạo đáy và hôm nay em cũng kỳ vọng lắm thật sự hôm nay em cũng kỳ vọng là cái nhóm chứng khoán này nó là cái nhóm mà nó bị gãy đầu tiên cho nên là nếu như mà có những cái mà cổ phiếu như VND SHS hay là SSI mà nó có cái hồi xanh như thế này này thì nó là là tín hiệu rất là tốt để cho báo hiệu một cái nhịp mà nó phục hồi sớm của thị trường chúng ta đúng không? đó thì thì khi mà cổ phiếu nó cũng đã xác nhận vào đâu trên đó nó cũng sẽ có những cái điểm mà như nào à nó xác nhận cái 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 quá trình này thì mọi người sẽ thấy đó, là nó đã như nào à nó đã thủng mất những cái vùng hỗ trợ trên này này thì nếu như mà nó khỏe thì nó có thể nó test với lại cái ngưỡng ở vùng trên đây nhưng mà em nghĩ là khá khá là khó à, khá là khó thì đâu đó trước tiên nó sẽ test lại cái vùng mà vùng đáy trước đó nó đã bị thủng nợ quanh cái ngưỡng ở vùng 38 thì có khả năng nó sẽ quay về lại được ngưỡng ở vùng 38 để nó test lại trong ngắn hạn các anh chị ha này quá bán quá bán rồi nói chung là quá 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 là quá rồi ha à, rồi thì thôi quá rồi thì thôi đừng có 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 bán nữa giúp em đấy mà chờ những cái nhịp mà nó cứu hồi như thế này để mà chúng ta xử lý nha rồi, ok. Ngoài ra thì những mà view phiếu tự nhiên nó đang tốt tốt này, tự nhiên cái lăn đùng ra nó cũng sàn luôn mọi người thấy không? Đấy, ví dụ như BHR này đang tốt này, vượt đỉnh này. Đấy, dòng tiền vào cuồn cuộn như thế này, đùng phát T3 về hôm nay mất luôn cây này. Khối lượng bán cũng tương đối là lớn. Đấy cũng bằng với lại cái khối lượng mà tham gia trong phiên này thì có nghĩa là ai mà những cái người nào mà tham gia mà mua trong phiên này thì họ hôm nay nếu mà đã bán ở trong đây này, ở trong ATC họ cũng đã tranh thủ họ cắt luôn vì vì họ như nào à, họ sợ cái rủi ro là cổ phiếu nó bị ảnh hưởng bởi thị trường chung nên là nó giảm thế thì họ cũng tranh thủ họ cắt ra luôn thì cũng thật sự là khá là xui EJC cũng vậy EJC thì nó đúng là nó gãy thật nhưng mà cái tính chất của những cái con này nó là như vậy ha nó cũng thường nó gãy là như vậy đây này nó cũng gãy này nó cũng gãy rồi nó cũng lại lên thôi nó cũng lại gãy rồi nó lại lên biết biết đường nào mà lần được đó bởi vì đây là cái, những cái tính cách đánh của tụi nó đó rồi ok hôm nay vgc cũng ba giá này u mệt mỏi nha chỉ có idc là hai phần trăm thôi ấy rồi ship như thế này mấy con này thì nó hơi bị bo cung một chút xíu đó ấy thì nói chung là thị trường quá là khó mọi người d 2 d cũng nằm sàn được là với khối lượng nó bé tí như thế này thì em cũng chẳng hiểu tạo lập mà họ đánh như thế nào cả nói chung là lái họ cũng tranh thủ chắc họ cũng thu tiền về mọi người à, thanh lọc dữ quá thì cũng thu tiền về đây hôm nay cũng đã thủng mất cái vùng này này cũng thủng mất cái hộp ở đây rồi đây, mà cái khối lượng nó không có bao nhiêu cả em thề với mọi người là em cũng không hiểu là tạo lập họ muốn làm cái gì ở giai đoạn này luôn Đấy, kể cả là phân bó hôm nay cũng <laughs> bfc nó còn sàn này mọi người thấy không bfc sàn ha dgc cũng gần năm phần trăm ha rồi DBM cũng 7% ha, mệt mỏi không? DCM 41.5 luôn, kinh khủng chưa? hôm qua nó tăng âm 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 âm. rồi, khả năng cao là nó cũng đi Đây. những cái cú này là rất là mệt đấy, cho nên là cần phải hạ ra dần là như vậy để mà tránh những cái cú mà bull trap lên ha đó mọi người cần chú ý nó khỏe thì nó khỏe thật, nhưng mà một khi mà thị trường nó sẽ xấu á, thì nó cũng sẽ đồng pha với thị trường sớm thôi có thể là nó sẽ rơi sâu À, nó có thể nó rơi sâu nhưng mà nếu mà thị trường nó càng rơi thì những cái loại cổ phiếu này nó cũng sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều Các anh chị nhé rồi vận tải và cảng biển hôm nay cũng mệt mỏi rồi cũng không còn gì để nói luôn ngoài quá là rủi ro Thật sự là quá là rủi ro và cái cơ hội nó cũng không còn gì là, là 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 nhiều cả dòng bảo hiểm thì cũng như vậy dòng bảo hiểm hôm nay có MIG thì nó vẫn khỏe à, bvh thì hôm nay cũng đã bị yếu tố đè giá lại rồi đó yếu tố đề giá lại test lại cái vùng đỉnh ở đây vẫn chưa mất được một nửa cây này thì em thấy vẫn còn ok không không cần phải quá là lo lắng có hàng thì em nghĩ là vẫn nắm giữ được rồi dòng bán lẻ thì có một cái lugo mà vẫn giữ được giá vàng này mọi người thấy nó vẫn giữ được quanh cái ngưỡng vùng giá vàng thì nó có thể nó sẽ neo giữ lại ở đây để mà có thể giúp ích cho thị trường ta không có bị rơi quá là sâu Hay png cũng tương tự vậy hôm nay cũng đóng cửa mức tham chiếu à, cũng tương đối là tốt có sapeco rồi nó kéo thì thị trường ta tương đối là ổn này DG World hôm nay cũng giảm gần như là sàn mọi người ha Rất là mệt mỏi. Đấy. Thì cũng chẳng biết đường nào mà lần đâu. Thật sự là bây giờ nói về phân tích kỹ thuật ở trên thị trường hiện tại nó rất là mông lung. Thật sự luôn. Nó mang cái tính chất xác suất rất là cao. Và xác suất này là cái phần mà uh, rủi ro sai nó lại nhiều hơn cái cái phần đúng ha các anh chị ha. Bởi vì um, hiện tại là 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 chủ yếu là nên có những cái chỉ số như là tâm lý của nhà đầu tư trên thị trường ấy thì lúc đó là các chúng ta sẽ nhận thấy nó rõ ràng hơn ha rồi ok thì uh, theo cái góc nhìn của em chốt lại một câu về thị trường chung ấy chẳng hạn như là vn index đây thì nó sẽ có những cái thời điểm nó nhịp hồi để mà nó xác nhận lại cái quá trình nó giảm dưới này có phải là chính thức đã vào dow hay chưa thì nếu như mà theo cái góc độ mà nối các cái đáy lại với nhau á thì ok nó đã vào cái nhịp uh, dow trong cái thời điểm vừa rồi khi mà nó thủng mất cái cái vùng uh, vùng 1420 ở đây đó thì nhưng mà nó sẽ vẫn còn những cái điểm mà nó retest lại ha, để nó để nó xác nhận lại thêm một lần nữa chắc ăn hơn về cái vấn đề downtrend thì mình nghĩ là hy vọng nó sẽ có một cái nhịp hồi như vậy à, tương tự như vin 30 à, tương tự như vin 30 nếu như mà các anh chị chúng ta thấy là nó cũng đã có như nào mà, à, xuất hiện một cái điểm cắt trong phiên ngày hôm qua thì ít nhiều nó cũng sẽ có một cái nhịp mà nó phục hồi lên lại nó retest lại cái đường trendline này để mà nó cũng cố cái xu hướng giảm ha à, nếu như mà nó tiếp tục nó quay trở lại nó giảm nó thủng nấy với cái biên độ lớn đó, thì chính thức là uh, nguyên cả thị trường chúng ta nó đã đi vào downtrend các anh chị ha chúng ta lưu ý cái điều đó rồi cảm ơn các anh chị chúng ta đã quan tâm và lắng nghe theo dõi video ngày hôm nay thì hy vọng nó sẽ giúp ích cho các anh chị chúng ta có cái góc nhìn nó khách quan và cũng như là cũng như là mang đến những cái uh, sự uh, cảnh báo đến với các anh chị chúng ta khi mà thị trường chúng ta có quá là nhiều cái rủi ro như vậy ha à, thì chắc chắn rằng là mỗi người nó có mỗi cái phương pháp uh, đầu tư cũng như là uh, về cái tần suất hiệu quả ở trong cái danh mục ở ấy thì những nhà đầu tư nào dài hạn và lâu năm thì vẫn có thể là canh chừng. Nếu như mà thị trường ta giảm thêm thì có thể là cứ nhặt dần nhặt dần đối với là những mà cổ phiếu tốt thôi. Chẳng hạn như HPG cũng vậy. nếu như mà em là 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 nếu như mà em á, thì em cũng đang xây dựng cho mình những cái kế hoạch mà mua tích sản đối với lại cổ phiếu HBG như thế này. Đó, nếu như mà mọi người nắm dài khoảng tầm 5 10 năm thì em nghĩ là HBG là uh, là là chắc chắn là mọi người không bao giờ lỗ nếu mà mọi người cầm dài 5 10 năm đâu. Đấy, đây là cứ suy nghĩ thêm về những cái phương pháp mà chúng ta uh, muốn đầu tư và chúng ta muốn như nào ạ? À? à, chúng ta muốn mua cái cổ phiếu nó cần phải chọn lọc những cái doanh nghiệp tốt trên thị trường. Các anh chị nhé. Rồi, cảm ơn các anh chị chúng ta một lần nữa. Hẹn gặp lại các anh chị chúng ta ở những cái video tiếp theo. Nếu thấy hay và bổ ích, hãy nhớ follow kênh của em cũng như là nhấn nút like video này để ủng hộ em nhiều hơn và cũng như là chúng ta cùng đồng cảm qua cái thời điểm mà thị trường nó hết sức là khó khăn như thế này. Và em cũng thật sự là không có muốn điều này nó xảy ra chút nào cả. Ha, nếu mà chính thức đi vào đau Nên là các anh chị chúng ta có sao thì em nói thành thật như với các anh chị chúng ta như vậy chứ em không có giấu giếm hay là em thằng môi giới này nó 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 cứ lùa gà đâu đó nên là các anh chị chúng ta cân nhắc nhé rồi cảm ơn các anh chị chúng ta một lần nữa hẹn gặp lại các anh chị chúng ta ở những video tiếp theo nhé